Trang và ông Việt rất vui lại được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình TV Shopping trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, chắc hẳn là nhiều người cũng biết là đông trùng hạ thảo là một loại dược liệu khá quý hiếm, và đông trùng hạ thảo có giá trị kinh tế cao vì nó có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người, đúng không ạ? Vâng ạ, chính xác là như vậy ạ. Đông trùng hạ thảo với những ích kỳ diệu mang lại cho sức khỏe con người đã được mệnh danh là tiên dược vạn năng. Vì thế dù có giá trị cao, song dược liệu này vẫn luôn thu hút được rất nhiều đối tượng khách hàng tìm mua. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được hết những công dụng và hiệu quả của đông trùng hạ thảo đem lại. Và trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay, Âu Việt và Thu Trang sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả sản phẩm đông trùng hạ thảo thuộc thương hiệu Dược Gia Bảo đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong thời gian qua. Dạ vâng, thương hiệu đông trùng hạ thảo Dược Gia Bảo là thương hiệu được sản xuất và độc quyền sáng chế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cordyceps Lâm Đồng. Sản phẩm được nuôi cấy 100% tự nhiên từ chủng giống đông trùng trong thiên nhiên, với dinh dưỡng nuôi cấy từ tổ yến, hạt huyết rồng và dịch chiết trái cây đã được kiểm định nghiêm ngặt từ Bộ Y tế. Dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì sản phẩm cao đông trùng hạ thảo được chiết xuất 100% nấm đông trùng hạ thảo tươi dưới dạng cao sền. Dạng cao này giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thụ này, mang lại kết quả nhanh và sử dụng tiện lợi. Sản phẩm có chứa đến 68% là cao đông trùng hạ thảo cô đặc và các loại thảo dược thiên nhiên. Trong cao đông trùng có chứa tới 17 loại acetamin, thành phần đạm thực vật quý hiếm, và bên cạnh đó đây cũng là nguồn cung cấp thêm cho cơ thể những vitamin A, D, E, C, K cùng với một số hợp chất từ dược liệu khác giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng tự nhiên, tăng cường thể lực. Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là người bị suy nhược cơ thể hoặc là người mới ốm dậy. Đặc biệt là các thành phần có trong cao đông trùng hạ thảo có tác dụng thanh lọc gan, phổi, nên có thể sử dụng cao đông trùng để hỗ trợ điều trị bệnh lý liên quan đến gan, hô hấp, thận, đặc biệt là giúp cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới và nữ giới nữa. Ngoài ra thì thành phần HEAA được tìm thấy trong cao đông trùng còn có khả năng hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Chính vì thế đây là sản phẩm chất lượng, hiệu quả và phù hợp với người tiêu dùng Việt. Và ông Việt rất thích trong một sản phẩm lần này đó chính là cao đông trùng hạ thảo Artiso được kết hợp bởi ba dược liệu quý bao gồm đông trùng hạ thảo, sâm đương quy và Artiso. Thương hiệu Dược Gia Bảo đã cho ra đời sản phẩm cao đông trùng hạ thảo Artiso giúp mát gan, giải độc, bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ khỏe, tăng cường sức đề kháng. Và bên đó cách sử dụng sản phẩm vô cùng đơn giản, quý vị chỉ cần cho một gói 2g và 100ml nước sôi để nguội là uống được luôn. Ngoài ra thì thương hiệu đông trùng hạ thảo Dược Gia Bảo còn có các sản phẩm như là bột cần tây, bột lá tế tô, cao chứa côn đông Phước Bình, mật ong đông trùng hạ thảo. Với phương châm là bổ sung mỗi ngày, hăng say trong mọi việc, thương hiệu đông trùng hạ thảo Dược Gia Bảo luôn mong muốn trở thành người bạn đồng hành với quý khách hàng mọi lúc mọi nơi, giúp quý vị có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Và các sản phẩm thuộc thương hiệu đông trùng hạ thảo Dược Gia Bảo được trực tiếp sản xuất và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Cordyceps Lâm Đồng. Sản phẩm đang được tiếp thị và phân phối trên toàn quốc. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ trực tiếp vào website duocgiabao.vn hoặc số hotline 0799405060 để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi quý vị nhé. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.